Sẽ không cho anh biết đâu. Thôi mà, đừng có bí mật nữa. Em bật mí đi. Em đang ở đâu? Em nói cho anh nghe đi. Em nói anh nghe đi. Ủa, chị dậy làm gì sớm vậy? Ủa, Đinh. Ăn cho ấm cái bụng cái đã. Đinh à, bây giờ chị em mình phải đi sớm để tránh tay mắt của những kẻ xấu bụng chứ em. Rồi hồi sáng em đi bắt cá em cũng nghĩ ra. Nhưng mà không có nên đến đó vội. Đợi chị tìm được cái anh của chị đã. Em nói vậy làm sao? Một mình chị tới đó cũng không giải quyết được gì. Lỡ làm hỏng hết câu việc quan trọng. Cái anh chàng của chị mới hợp với việc đó mà. Ý em có phải là đợi cho ảnh đến rồi mình cùng đi một lượt đúng không? Đúng. Đúng, thế mới đúng ý vàng. Cũng đúng. Đành phải vậy thôi. Thôi, bây giờ hai chị em mình phải đi tìm anh chàng của chị thôi nha. Không đi vào giờ này được. Ánh sáng sẽ soi rõ cái mặt đẹp của chị. Bọn xấu sẽ theo đó mà lần theo. Hư diệt hết. Đành đợi bóng đêm. Nếu mệt thì cứ nghỉ đi. Từ đây tới phố huyện chỉ còn có vài cây nữa thôi. Người thành phố không quen đi bộ rồi. Hay. Rình nãy giờ mới bắt được anh. Không thoát được đâu nha. Anh đến dự thi hát múa cồng chiêng buông ta đó. Anh có cô gái dùm xuôi đẹp quá. Thôi rủ chị đi luôn đi. Ở đó múa hát vui lắm đó. Cùng đi nào chị, rồi tụi mình cùng hát múa. Nếu anh Đinh bỏ đi thì mọi người sẽ không chơi với anh Đinh nữa đâu. Phải đó Đinh, bây giờ hai chị em mình cùng đi với mọi người. Sau đó hai chị em mình đi sau cũng được mà em. Vậy thì đi nào, tôi cũng phải mượn điện thoại của bạn để cho chị liên lạc với ảnh nữa chứ. Vậy mình đi hả? Dạ. Đi thôi anh chị. Tối vậy thì hay quá. Chị Thương, em tìm được điện thoại rồi nè. Chị gọi cho anh ấy đi. Cảm ơn em nha. Em hả? Em nè. Anh đang ở đâu vậy? Giờ em đố anh nha. Em đố anh là em đang ở đâu đó. Em à, em đang ở đâu? Sao giờ này em mới chịu gọi cho anh? Làm anh lo quá trời đây nè. Bí mật em sẽ không nói cho anh biết đâu. Anh thì có lo gì cho em đâu. Em sẽ không nói cho anh biết. Nói đi mà.
em đang ở đâu? Nếu muốn á thì anh phải tự đi tìm em đi. Còn em, bí mật sẽ không cho anh biết đâu. Thôi mà, đừng có bí mật nữa. Em bật mí đi. Em đang ở đâu? Em nói cho anh nghe đi. Em nói anh nghe đi. Alo. Con, mới nói chuyện với Thương hả? Sao rồi không? Con Thương đâu rồi? Nó có khỏe không chú? Anh đừng có lo. Con bé này nghịch ngợp lắm. Chắc là thích đùa thôi. Gây cảm giác gì đó cho các ông anh này. Để em liên lạc lại sau. Bà ơi, anh Trung, anh Hương ơi, cứu em với. Cứu Thương với, có ai không? Cô em có gào thét hay đập phá cũng vô ích thôi. Vì nơi này chỉ là rừng rậm và dạch đá thôi. Con kiến mà vô trong đây cũng khó mà thoát ra ngoài được. Cứ ăn uống và ngủ đi.